Nếu các bạn đang tập thể hình, chắc hẳn các bạn tò mò về lịch sử của bộ môn này. Trong video hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về cha đẻ của bộ môn này là ai nhé. Cha đẻ của bộ môn thể hình là ai? Lịch sử cơ bụng sáu múi thế nào? Trải qua 100 năm, cơ thể cuồn cuộn sáu múi của Eugene Sadow vẫn được coi là chuẩn mực hoàn hảo khiến phái mạnh thèm muốn. Ông ấy là một ngôi sao giống như Maradona hay David Beckham. David Weider, tác giả cuốn sách Người đàn ông hoàn hảo viết về Eugene Sadow, chia sẻ với BBC. Sinh năm 1867 tại Đức, Sadow sớm bộc lộ niềm đam mê với thể hình, thường xuyên đến viện bảo tàng để nghiên cứu các bức tượng Hy Lạp. Đam mê giúp ông hình thành lý tưởng về chuẩn mực cơ thể cũng như cách trình diễn, phô dáng trên sân khấu. Trưởng thành, Sadow chu du khắp châu Âu kiếm tiền nhờ nghề đấu vật. Tại Anh, cuộc đời chàng trai trẻ sẽ sang bước ngoặt. Sadow tham gia cuộc thi tài năng tìm ra người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới và chiến thắng. Đó giống như cuộc thi nhân tố bí ẩn thời Victoria, Wheeler giải thích. Mang dáng vẻ bình thường cùng mái tóc vàng hơi chút nữ tính, Sadow khiến đám đông trầm trồ khi cởi bỏ lớp áo ngoài. Ông được ký hợp đồng biểu diễn ở London và nhanh chóng trở thành ngôi sao bởi các màn bẻ cong tanh sắt hay giật đứt dây xích trên nền nhạc, chụp những bộ ảnh khoe cơ bắp, cựu võ sĩ đồ vật còn nổi danh ở Mỹ. Các buổi biểu diễn của Sadow ngày càng thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là phái nữ. Phái đẹp sẵn sàng trả thêm tiền để sau cánh gà vuốt ve cơ bắp của người đàn ông này. Nhiều ý kiến cho rằng Sadow lưỡng tính nhưng vì cơ thể khỏe mạnh và đáng kính nên không bao giờ bị trêu chọc, thậm chí còn được tôn vinh là biểu tượng sex. So với nam giới cùng thời, cơ thể của Sadow vô cùng đặc biệt. Với bắp tay là 49,5cm, vòng đùi là 68,6cm, dù eo khá nhỏ chỉ 73,7cm. Ấn tượng chính là cơ bụng sáu múi và vòng ngực 121,9cm, có thể lên thành 157cm khi cầu người. Hình thể cựu đô vật được hâm mộ tới mức, bảo tàng lịch sử tự nhiên lấy làm mẫu tái hiện chuẩn mực phát triển của người da trắng. Cũng từ đây, cơ bụng sáu múi trở thành tiêu chuẩn phấn đấu của mọi đàn ông trên thế giới. Tận dụng danh tiếng, Sadow sáng chế loại tạ riêng, mở viện văn hóa thể hình, tiền thân của phòng tập gym công cộng ngày nay và xuất bản tạp chí thể hình nhằm chia sẻ kinh nghiệm tập luyện, ăn uống đạp bóc dán chuẩn. 18-19 bài tập tạ do ông đưa ra với nhiều người nổi tiếng khác thực hiện, trong đó có James Yorkshire, William Butterjes và tất cả những thành viên nam của Hoàng gia Anh. Hình thể nam lý tưởng của Sadow lan khắp thế giới, tạo nên cơn sốt mà đến nay vẫn chưa hề nguôi. Trước ông, không ai tin được con người có thể đạt được chuẩn mực hoàn hảo như những tác phẩm điêu khắc cổ điển. Chính Sadow đã giúp phái mạnh quan tâm hơn đến bản thân và nhận ra rằng thân hình đẹp của hoàn toàn mục tiêu trong tầm tay. Sau đây là những hình ảnh của Eugene Sadow. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.
Thank you.